À, em được nói trong khoảng bao lâu nhỉ, chị Hành? Bao lâu cũng được các em. Dạ. Vâng, thì em xin phép trước là em thì em mới tham gia nhóm, thành ra là sẽ có nhiều cái kiến thức về những cái phân tích genomic hay là transcriptomic thì có thể là em cũng chưa hiểu hết được ạ. Thì có gì mong thầy và mọi người hướng dẫn thêm ạ. Thì bài báo cáo hôm nay của em thì sẽ là một bài báo cáo trên cái ung thư tụy. Thì em sẽ bài báo cáo này sẽ gồm có 3 phần chính. Thứ nhất là một số các cái khái niệm tổng quan về ung thư tụy. Thứ hai thì em sẽ trình bày về cái một cái nghiên cứu tên là Cleopong, là một cái nghiên cứu mà đánh giá cái điều trị trước khi mổ trong cái ung thư tụy. Và cái phần thứ ba thì là một cái nghiên cứu dựa trên cái nghiên cứu Cleopong này mà người ta có làm những cái phân tích về transcriptomic để đưa ra một số các cái dự đoán trong cái tiên lượng của bệnh nhân. Thì đầu tiên là các cái phần tổng quan của ung thư tụy. Thì thứ nhất chúng ta thì theo em hiểu là trong nhóm của mình có những bạn thì không làm về y nên em sẽ giới thiệu qua một chút. Thì cái tụy là nó nằm ở trong ổ bụng, thì là một cái tạng nằm tương đối là sâu trong ổ bụng. Nó nằm ngay ở phía trước cột sống và phía sau của dạ dày, nằm phía dưới của gan và phía sau cả đại tràng nữa. Thành ra đây là một cái tụy nằm rất là sâu, thành ra là khi mà trong cái điều trị phẫu thuật thì đây là một cái điều trị một cái phẫu thuật tương đối là khó mà không phải là cái cơ sở y tế nào cũng có thể thực hiện được. Về mặt ung thư tụy thì theo cái thống kê gần đây nhất của Tổ chức Y tế Thế giới thì ung thư tụy nó cũng thuộc vào cái nhóm 10 bệnh lý ung thư phổ biến nhất trên thế giới ở cả hai giới nam và nữ. Thì tuy nhiên là tức là như mình có thể thấy ở đây thì ở nam giới thì ung thư tụy đứng khoảng hàng thứ 10, còn trong ở nữ giới thì ung thư tụy đứng khoảng hàng thứ 7 8. Thì tuy nhiên đây là một cái ung thư mà có tiên lượng rất là xấu. Như chúng ta có thể thấy ở đây thì ở trong cả hai giới thì ung thư tụy nó đứng hàng thứ tư trong cái tỷ lệ tử vong do ung thư. Và dự kiến là từ nay cho đến khoảng năm 2050 thì ung thư tụy sẽ gọi là tăng hạng. Nó sẽ trở thành cái ung thư gây tử vong thứ hai trong tất cả các loại ung thư. Ung thư tụy thì chủ yếu là được tức là cái ung thư tụy thì chủ yếu là ở các cái nước có cái tỷ lệ phát triển con người tương đối là cao, tức là các cái nước phát triển ấy. Lý do là vì sao? Bởi vì như chúng ta có thể thấy ở đây các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư tụy thì chủ yếu là liên quan đến cái chế độ sống và sinh hoạt. Chẳng hạn như có thể thấy đây là liên quan tới hút thuốc hay là uống rượu, hạn chế hoạt động thể lực hay béo phì hoặc là cái cholesterol máu cao. Và theo cái dự đoán của Tổ chức Y tế Thế giới thì cái tỷ lệ mắc ung thư tụy sẽ ngày càng tăng. Và như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây từ năm 2020 dự tính là trong vòng khoảng 20 năm tới thì cái tỷ lệ mắc ung thư tụy có thể tăng tới gần gấp đôi. Tức là cái ung thư tụy thì ngày càng phổ biến. Thế tuy nhiên là về cái mặt điều trị thì như chúng ta có thể thấy đây là cái tiến bộ điều trị trong vòng 30 năm từ năm 1971 cho đến năm 2011. Thì như chúng ta có thể thấy trên cái biểu đồ này, đa phần các cái ung thư thì cái tỷ lệ sống vào năm 2011 thì cao hơn rất là nhiều so với cái giai đoạn cách đây 30 năm. Thì tuy nhiên là ung thư tụy thì như chúng ta có thể thấy là trong vòng 30 năm trở lại đây thì gần như là không có một cái tiến bộ nào cả, mặc dù là cái đầu tư nghiên cứu và phát triển điều trị rất là nhiều. Và chúng ta có thể thấy là cái tỷ lệ sống của ung thư tụy nó rất là xấu. Cái tỷ lệ sống của bệnh nhân sau 10 năm chỉ còn 1% thôi, tức là 100 bệnh nhân mà được điều trị được chẩn đoán ung thư tụy thì sau 10 năm chỉ còn một duy nhất lại còn một bệnh nhân còn sống sót. Thì có thể thấy là đây là một cái ung thư mà có tiên lượng rất là xấu. Về mặt điều trị thì chúng ta có thể thấy là điều trị thì nó tùy thuộc vào cái giai đoạn bệnh. Mà cái điều trị triệt căn nhất, là điều trị mang lại cái hiệu quả lớn nhất thì đấy là mổ cắt bỏ khối u.
Thì như chúng ta có thể thấy khi mà khối u tụy có thể được cắt bỏ thì bệnh nhân có thể sống thêm cái thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân có thể là rơi vào khoảng 26 tháng. Với cái tỷ lệ sống trong vòng 5 năm là sẽ vào khoảng 30%. Khi mà cái khối u tụy mà không cắt bỏ được thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân chỉ vào khoảng trên dưới 1 năm thôi. Và với những cái trường hợp mà ung thư tụy di căn thì cái thời gian sống của bệnh nhân trung bình chỉ có tính ra chỉ được vài tháng. Cái vấn đề đặt ra đấy là ung thư tụy ngay như lúc đầu mình có trình bày thì là ung thư tụy nó nằm tương đối là sâu trong cơ thể. Thế cho nên là để phát hiện được cái ung thư tụy giai đoạn sớm thì tương đối là khó khăn và chỉ có khoảng 15 đến 20% bệnh nhân là có khối u mà có thể cắt bỏ được vào cái thời điểm chẩn đoán mà thôi. Thế cho nên là cái vấn đề đặt ra là làm thế nào mà để có thể biến những cái khối u mà gần như là tức là về cái mặt kỹ thuật phẫu thuật có thể là lúc ban đầu nó hơi khó khăn một chút thì làm thế nào để có thể biến nó thành một cái khối u mà có thể cắt bỏ được. Thì đây là một cái câu hỏi mà đã được đặt ra trong nghiên cứu tên gọi là Creopong, tức là cái điều trị trước mổ bằng hóa xạ trị so với được so sánh thì cái điều trị này sẽ được so sánh với cả những bệnh nhân được mổ trực tiếp cho những cái khối u tụy có thể cắt bỏ được hoặc là borderline tức là có khả năng cắt bỏ được hay không. Thì đây là một cái nghiên cứu của Hà Lan, là một cái nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng pha 3. Thì những bệnh nhân mà gọi là những bệnh nhân người lớn trên 18 tuổi có thể trạng có thể trạng tốt, có khối u mà có khả năng cắt bỏ trực tiếp hoặc là có khả năng cắt bỏ borderline thì bệnh nhân sẽ được phân nhóm ngẫu nhiên thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là bệnh nhân sẽ được điều trị phẫu thuật trực tiếp và sau đó thì là sẽ được điều trị hóa chất bổ trợ. Còn cái nhóm thứ hai thì bệnh nhân sẽ được điều trị bằng hóa chất và hóa xạ trị trước khi phẫu thuật, và sau khi phẫu thuật xong thì bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị bằng hóa chất bổ trợ. Cái endpoint chính của cái nghiên cứu này thì là về cái thời gian sống thêm ở trong cái nhóm mà dự định điều trị, tức là ITT intention to treat. Tức là cái nhóm được nghiên cứu, tức là điều trị trước khi mổ, điều trị và xạ trị trước khi mổ sẽ làm tăng thời gian sống lên 6 tháng so với cái nhóm bệnh nhân mà được phẫu thuật ngay. Thì tức là sẽ tăng từ tức là cái nhóm mà phẫu thuật ngay thì người ta dự kiến là cái thời gian sống thêm là khoảng 11 tháng, và trong cái nhóm mà được điều trị trước mổ thì là khoảng 16 à 17 tháng. Ngoài ra các cái endpoint thứ cấp thì có thể là kể đến là cái tỷ lệ cắt bỏ hoàn toàn cái khối u, cái thời gian sống thêm không bệnh, cái khoảng thời gian mà không có tái phát di căn xa, hay là cái khoảng thời gian mà không có tái phát tại chỗ tại vùng, và cũng như là cái độc tính giữa hai cái nhóm điều trị. Thì trong vòng khoảng 4 năm, 3 năm rưỡi, từ tháng 4 năm 2013 cho tới tháng 7 năm 2017 thì có 246 bệnh nhân đã được sàng lọc và tham gia nghiên cứu. Trong đó 127 bệnh nhân thì được phân vào nhóm phẫu thuật ngay và 119 bệnh nhân thì ở trong nhóm được điều trị trước mổ. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là các cái đặc điểm ban đầu của bệnh nhân về bệnh nhân cũng như là về cái khối u thì giữa hai nhóm là tương đối là cân bằng. Nữ giới thì có tỷ lệ hơi cao hơn một chút so với nam giới, là 55 so với cả 46%. Còn trong thì nhóm phẫu thuật chung là 53 42%, gần như là tương đương trong hai nhóm. Cái tuổi trung bình thì là khoảng 66 67 tuổi. Và đa phần bệnh nhân như chúng ta có thể thấy ở đây là cũng tương đối là thừa cân, tức là cái chỉ số BMI là 25 thì là được theo định nghĩa thì là thừa cân. Các bệnh nhân có thể trạng tốt, như chúng ta thấy ở đây là gần như 100% bệnh nhân có cái thể trạng đánh giá theo Tổ chức Y tế Thế giới là từ 0 đến 1 là những người mà có thể trạng rất là tốt.
đa phần cái khối u thì nằm ở đầu tụy. Và trong đó thì khoảng 2 phần 3 các khối u là có thể, không, khoảng một nửa các khối u là có thể cắt bỏ được. Cái khối u trung bình thì cả hai nhóm tương đương với nhau là khoảng 3 cm. Thì đây là cái kết quả ban đầu, thì đây là cái kết quả mà đã được báo cáo trong đã được công bố trong tạp chí Journal of Clinical Oncology vào năm 2020, tức là cách đây 4 năm. Thì sau cái khoảng thời gian theo dõi trung bình là vào khoảng 27 tháng thì có 180 bệnh nhân đã tử vong, thì tức là cái tỷ lệ mà số even mà xuất hiện là vào khoảng 73%. Thì trong cái báo cáo ban đầu này thì chúng ta thấy là cái mục tiêu chính của nghiên cứu đấy là cái thời gian sống thêm trung bình ở cả hai nhóm thì gần như là chưa có sự khác biệt. Ở trong nhóm mà bệnh nhân được điều trị trước mổ là 16 tháng, so với bệnh nhân mà được phẫu thuật ngay là 14,3 tháng, và nó không có ý nghĩa thống kê. Thế tuy nhiên là cái việc mà bệnh nhân được điều trị trước mổ thì nó sẽ làm kéo dài cái thời gian mà bệnh nhân sống thêm mà không có tái phát. Và cái việc điều trị trước mổ cũng làm cho cái khả năng mà cắt khối u sạch sẽ thì cao hơn so với cả những bệnh nhân mà được phẫu thuật ngay. Như chúng ta có thể thấy ở đây thì là cái tỷ lệ cắt bỏ ở trong cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị trước mổ, tức là cái tỷ lệ mà bệnh nhân được mổ đấy, thì là nó là 61% ở trong cái nhóm điều trị trước mổ và 72% trong cái nhóm mà được phẫu thuật ngay. Thì tuy nhiên là cái tỷ lệ cắt bỏ khối u hoàn toàn ở trong cái nhóm phẫu thuật ngay thì chỉ đạt được 40% thôi, tức là dưới một nửa bệnh nhân mà được mổ thì là cái phẫu thuật đấy là phẫu thuật tối đa. Và cái tỷ lệ này ở cái nhóm mà bệnh nhân được điều trị trước mổ là 71%, thì cao hơn một cách rất là có ý nghĩa. Về mặt độc tính, về mặt an toàn của điều trị thì hai cái điều trị này có cái tỷ lệ độc tính là ngang nhau. Như chúng ta có thể thấy ở đây thì là cái số bệnh nhân mà được mổ thì cũng không phải là cao so với cái số bệnh nhân ban đầu tham gia nghiên cứu. Mà chúng ta biết là bệnh nhân ung thư tụy, nếu mà bệnh nhân mà được mổ và kèm theo mà được điều trị hóa chất bổ trợ thì cái tiên lượng sống thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Vì vậy mà trong cái nghiên cứu, trong cái báo cáo này, các tác giả người ta cũng phân tích những cái nhóm bệnh nhân mà đã được phẫu thuật và sau đó là được điều trị hóa chất bổ trợ, ít nhất là có một cái chu kỳ hóa chất. Thì trong cái nhóm bệnh nhân này thì người ta thấy là những cái bệnh nhân mà được điều trị trước khi mổ thì cái thời gian sống cao hơn hẳn so với những cái bệnh nhân mà được phẫu thuật ngay. Với cái số P thì rất là có ý nghĩa là 0,029. Cái thời gian sống thêm không bệnh thì cũng cao hơn ở trong cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị trước phẫu thuật. Tiếp theo là cái báo cáo tiếp theo là cái báo cáo được đăng tải cũng trong cùng cái tạp chí Journal Clinical Oncology trong vòng 2 năm sau đó vào năm 2012. Thì tại cái thời điểm này thì cái thời gian theo dõi trung bình của bệnh nhân là 59 tháng, tức là tính ra là vào khoảng 5 năm rồi. Thì cái thời điểm này thì có 210 bệnh nhân thì đã tử vong, chiếm 85% so với cái quần thể ban đầu. Thì chúng ta có thể thấy vào cái thời điểm này, tức là cái kết quả lâu dài của nghiên cứu, thì cái sống thêm giữa cái nhóm mà được điều trị trước mổ và được điều trị sau mổ thì đến thời điểm này thì nó lại có ý nghĩa thống kê. Và cái tỷ lệ sống thêm 5 năm sau sau mổ thì với những cái bệnh nhân mà được mổ ngay thì là rơi vào khoảng 6,5% so với cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị trước phẫu thuật thì là trên 20%. Thì người ta đi phân tích sâu hơn nữa thì đấy là người ta so sánh giữa những cái khối u mà mổ được ngay hay là những cái khối u borderline, thì người ta thấy là cái lợi ích của việc mà điều trị trước mổ nó đặc biệt có ý nghĩa trong cái nhóm bệnh nhân mà có cái khối u borderline.
Ngoài ra thì các tác giả người ta cũng làm thêm một cái so sánh dưới nhóm để xem là liệu trong các cái bệnh nhân này thì liệu có bệnh nhân nào mà sẽ đạt được cái lợi ích nhiều hơn từ cái việc mà điều trị và xạ trị trước mổ này hay không. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây thì người ta không phát hiện ra được một cái nhóm nào mà đặc biệt là có cái hiệu quả khi mà điều trị và xạ trị trước mổ. Thì tuy nhiên có một cái nhóm đây là về cái mặt khác biệt về giới tính, thì người ta có cảm giác như là ở đây bệnh nhân nữ, những bệnh nhân mà có giới tính nữ thì có vẻ như là cái hiệu quả với phương pháp điều trị này thì nó cũng có thể nói là cũng ở cái ranh giới. Chính vì thế mà từ cái quan sát này mà các tác giả người ta đã đi xa hơn nữa, là người ta đánh giá xem dưới nhóm về cái mặt khác biệt giới tính này thì liệu nó có thực sự có một cái ý nghĩa nào đó không. Thì ở đây mình sẽ gọi là vắn tắt lại cái kết quả mà mình vừa mới nói, đấy là ở những cái bệnh nhân mà được phẫu thuật thì chúng ta có thể thấy là điều trị trước mổ làm cải thiện cái thời gian sống thêm. Và sau đó là trong cái phân tích dưới nhóm thì người ta thấy là có vẻ như là cái giới tính nữ thì cũng có cái hiệu quả, cũng có cái đạt được lại cái lợi ích từ cái việc mà điều trị cái phương pháp này. Thế cho nên là trong cái phân tích của cái nghiên cứu này thì là người ta sẽ chỉ lấy những cái bệnh nhân mà đã được phẫu thuật cắt bỏ. Thì tức là từ 248 bệnh nhân mà được được đưa vào cái nghiên cứu ban đầu thì chỉ có 164 bệnh nhân thì là được phẫu thuật cắt bỏ. Thì từ cái số bệnh nhân được phẫu thuật cắt bỏ này thì những cái bệnh nhân nào mà được chẩn đoán chắc chắn là cái ung thư biểu mô tuyến của tụy và có hoàn thành cái điều trị trước mổ theo như cái phác đồ, thì những cái bệnh nhân này được lọc ra và để phân tích về cái sống thêm. Thì như chúng ta thấy có thể thấy ở đây thì với cái nhóm bệnh nhân mà được phẫu thuật, tức là bệnh nhân được điều trị hay là được phẫu thuật trực tiếp, thì với những cái bệnh nhân mà được phẫu thuật thì chúng ta có thể thấy là cái lợi ích của cái việc điều trị trước mổ nó rất là rõ ràng. Và cái lợi ích này nó phản ánh, tức là nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái giới tính. Như ở những cái bệnh nhân mà được điều trị trước mổ thì ở nữ chúng ta có thể thấy là thời gian sống thêm 5 năm nó đạt tới 43% so với 22% ở bệnh nhân nam giới. Cái thời gian sống thêm trung bình ở cái nhóm bệnh nhân nữ mà được điều trị trước mổ nó kéo dài từ 48 tháng so với cái thời gian sống thêm trung bình của bệnh nhân nam là vào khoảng 18 tháng mà thôi. Thì cái thời gian 18 tháng này nó gần như là bằng với cả những cái bệnh nhân mà được phẫu thuật trực tiếp. Thì đây là cái báo cáo sau một cái thời gian theo dõi rất là dài là 73 tháng. Và chúng ta có thể thấy ở đây là trong cái số những cái bệnh nhân mà được được phẫu thuật này thì mặc dù cái thời gian theo dõi kéo dài hơn so với cả cái quần thể chung rất là nhiều, thế nhưng mà cái số bệnh nhân mà tử vong thì thấp hơn so với cả cái số bệnh nhân tử vong trên cả cái quần thể chung. Như lúc nãy chúng ta nhớ là sau 59 tháng thì cái số bệnh nhân tử vong là 50 là 85%. Còn sau 73 tháng ở những cái nhóm mà bệnh nhân được phẫu thuật thì chỉ có 76% bệnh nhân tử vong thôi. Thì từ cái kết quả này, các tác giả đã làm cái mô hình hồi quy Cox để xem là liệu có cái tác động nào của giới tính lên cái sống thêm hay không. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là về mặt giới tính ở những cái bệnh nhân mà được phẫu thuật trực tiếp ngay thì giới tính không có ảnh hưởng gì cả. Thế tuy nhiên là ở những cái bệnh nhân mà được điều trị trước mổ thì chúng ta có thể thấy là giới tính nữ thì là một cái yếu tố có lợi cho cái thời gian sống thêm của bệnh nhân. Trước khi mà đi tiếp thì mình sẽ nói qua một chút về cái vi môi trường u trong ung thư tụy. Thì chúng ta biết là ung thư tụy là một cái u mà rất là, tức là cái môi trường u nó rất là suy giảm miễn dịch.
Chúng ta có thể thấy ở đây trong cái sơ đồ này thì chỉ có một số các cái tế bào miễn dịch mà gọi là kháng U, gọi là T effector, thì nó ở đây chỉ gọi là rất là thưa thớt vài cái thôi. Còn tất cả những cái tế bào miễn dịch mà tham gia trong cái môi trường của ung thư tụy thì đa phần là các cái tế bào mà làm suy giảm miễn dịch, tức là làm cho cái hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy giảm để chống lại với cả cái U. Thế cho nên là cái U nó sẽ chiếm ưu thế so với cả cái hệ thống miễn dịch tại tại cái U này. Chúng ta cũng biết nữa là để mà vượt qua được cái môi trường U suy giảm miễn dịch như vậy thì hiện tại thì có rất là nhiều cái phương pháp nghiên cứu đang được tiến hành, và trong đó có một số cái nghiên cứu mà người ta có biết làm tăng cái hệ thống miễn dịch tại U. Đấy là chẳng hạn như là điều trị bằng xạ trị hay là điều trị bằng hóa chất, mà như chúng ta có thể thấy ở đây là điều trị bằng gemcitabine. Thì các cái phương pháp điều trị này nó gây nên một cái chết tế bào, gọi là chết tế bào mà gây gây kích ứng miễn dịch hay là ICD. Thì khi mà bệnh nhân được điều trị các cái phương pháp này thì người ta dự đoán là nó sẽ làm cho cái môi trường U này từ một cái môi trường ban đầu rất là suy giảm miễn dịch, và nó cho phép sau cái điều trị này làm cho những cái tế bào mà hoạt những cái tế bào miễn dịch hoạt hoạt tính có thể đi vào được đây và để đấu lại được với cả cái tế bào U. Thì chính vì thế mà trong tiếp tục trong cái nghiên cứu này thì sau khi mà khẳng định được là ở bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ thì có một cái sự khác biệt sau khi mà được điều trị trước mổ bằng cái hóa vác xạ trị. Thế cho nên là các tác giả người ta mới đặt ra câu hỏi là liệu là có cái sự khác biệt gì giữa về cái mặt miễn dịch giữa hai giới hay không. Thì tiếp theo, từ cái số lượng bệnh nhân từ 148 bệnh nhân mà được mổ và đã được điều trị theo như phác đồ ban đầu thì người ta đã gọi là quan người ta đã đánh giá trên các cái bệnh phẩm mổ để xem là những cái bệnh phẩm mổ này có phù hợp cho cái việc nghiên cứu tiếp theo hay không. Thì từ 148 bệnh nhân thì người ta đánh giá là có 125 bệnh nhân mà có cái bệnh phẩm mổ bệnh phẩm mổ này là được bảo quản trong paraffin. Thì có 125 bệnh nhân thì là cái bệnh phẩm U là đầy đủ để cho cái nghiên cứu đánh giá tiếp theo là chiết tách ARN. Sau khi mà chiết tách ARN xong thì người ta kiểm tra về cái chất lượng để xem là có làm tiếp được không, thì là chỉ còn 96 bệnh nhân bệnh phẩm là phù hợp với cả cái quy định. Thì 96 bệnh phẩm này đã được đánh giá bằng cái profiling trên cái biểu hiện của miễn dịch bằng sử dụng với cả cái nanostring dựa trên một cái panel miễn dịch trong ung thư tụy là khoảng 770 gen. Thì với mục đích là để đánh giá cái profile của các cái tế bào miễn dịch tham gia trong cái môi trường u của ung thư tụy, và cũng như là để đánh giá các cái con đường chức năng. Thì đầu tiên là người ta nhận thấy là về cái biểu hiện của các cái gen liên quan đến miễn dịch này thì về cái phân bố theo Chesney thì gần như là không có cái sự khác biệt gì giữa cái bệnh nhân nam và nữ ở trong cái nhóm mổ hay là được điều trị trước mổ. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đánh giá về cái biểu hiện gen ở hai giới thì chúng ta thấy là ở trong cái nhóm mà được phẫu thuật ngay thì có khoảng 10 cái gen là nó upregulate ở nam và 8 cái gen thì là nó tăng ở nữ. Còn với cái nhóm bệnh nhân mà được điều trị trước mổ
thì cái số gen mà nó upregulate ở nam là 5 và có 2 là ở nữ. Thì từ đây thì người ta đã đánh giá cái phân tích mà các cái con đường chức năng, thì người ta có thể thấy chủ yếu ở đây là các cái con đường mà liên quan tới các cái thụ thể gắn chymokine. Thì các cái chymokine này CXCR3 hay là CXCR thì nó có cái hoạt tính là gắn với cả các cái thụ thể chymokine và có cái chức năng là hóa ứng động bạch cầu. Tiếp theo là như chúng ta có thể thấy ở đây thì là còn 5 cái gen thì là nó tăng tăng phiên mã ở nam và có 2 cái gen thì là tăng ở nữ. Thì hai cái gen mà tăng ở nữ này tức là cái CXCL10 và CXCL11 thì nó có cái tác dụng là nó sẽ làm kêu gọi các cái tế bào lymphocyte tới cái u. Còn ở nam giới thì nó có tăng hai cái gen đấy là CCL2 và interleukin 34. Thì hai cái gen này thì nó lại có tác dụng là kêu gọi các cái tế bào đơn nhân gọi là các tế bào monocyte. Thì chúng ta có thể thấy là các cái monocyte thì mình sẽ nói ở phần phía sau này, thì các cái monocyte là những cái tế bào gọi là tế bào tiền thân mà sẽ biến đổi thành các cái tế bào đại thực bào là các tế bào macrophage. Thì cái việc các cái gen này tăng cao thì nó cũng sẽ liên quan đến cái việc mà số lượng tế bào macrophage, tức là số lượng tế bào đại thực bào nằm trong cái khối u của bệnh nhân nam sau điều trị hóa xạ trị thì cao hơn hẳn so với cả ở bệnh nhân nữ. Và hay nói một cách khác, đấy là số lượng macrophage thể type M2 đấy. Ở bệnh nhân nữ sau khi mà được điều trị hóa xạ trị thì giảm đi so với cả bệnh nhân nam. Thì là có một cái điều thú vị, đấy là cái số lượng tế bào macrophage giảm đi thì lại tỷ lệ nghịch với cả cái thời gian sống thêm, tức là cái số lượng tế bào đại thực bào này càng cao thì sống thêm càng thấp, và cái số lượng tế bào đại thực bào này càng thấp thì cái thời gian sống thêm của bệnh nhân càng cao. Thì ở đây mình sẽ gọi là nói qua một chút cho những bạn mà không quen về miễn dịch. Thì như chúng ta có thể thấy ở đây, cái tế bào monocyte thì là cái tế bào khởi nguồn, nó lưu hành trong máu, tức là từ tủy ra thì nó sẽ lưu hành trong máu, và sau đó thì khi mà vào mô thì nó sẽ biến đổi trở thành đại thực bào. Thì trong cái mô từ đại thực bào thì sẽ phụ thuộc vào các cái cytokine được tiết ra từ trong môi trường mô, thì hoặc là nó sẽ được biến trở thành cái đại thực bào thể M1 hoặc là cái đại thực bào thể M2 với chức năng và hoạt tính khác nhau. Các cái đại thực bào thể M1 thì là đa phần là có cái chức năng gây viêm, kháng u và gây gây tổn thương mô. Thì còn các cái đại thực bào thể M2 thì gần như là cái chức năng của nó thì là ngược lại. Đấy là nó gây kháng viêm, nó kích thích cho khối u phát triển và nó làm lành cái tổn thương và cũng gây nên cái suy giảm miễn dịch tại cái vi môi trường. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy là tại sao, tức là chúng ta có thể từ cái này thì chúng ta có thể giải thích là tại sao mà khi mà cái số lượng tế bào macrophage, số lượng tế bào đại thực bào M2 giảm, thì tức là cái khối u đấy nó sẽ cái khả năng mà kích thích u thì nó sẽ giảm đi, và tức là cái u sẽ được điều trị một cách hiệu quả hơn, và vì thế mà thời gian sống thêm của bệnh nhân sẽ kéo dài hơn. Từ cái từ cái kết quả Alo, em quay lại cái slide 23 đúng không? Em tôi thấy nó hơn được, có nghĩa là M2 này thì nó làm suy giảm miễn dịch mà, thì lúc đó đúng thì ạ. không có hiệu quả đâu em. Sao bảo
khi khi mà nó suy giảm miễn dịch đó thì là điều trị nó không hiệu quả chứ hả? Cái anti-tumor ở trên đó, M1 thì có nó nhiều thì mới điều trị hiệu quả chứ hả? Thì đúng rồi, thì chính vì thế mà ở đây là chúng ta thấy là khi mà cái M2 nó giảm thì là cái sống thêm nó dài hơn ạ. M2 giảm, ok, rồi, cảm ơn em. Tại vì cái này là bệnh nhân đã được điều trị và người ta, tức là cái hypothesis của người ta là sau mà điều trị, sau khi mà điều trị xong thì cái điều trị trước mổ của mình là nó làm giảm cái số lượng tế bào M2 trong mô đi. Nhưng mà nó phải tăng M1 thì mình mới hiểu được đúng không? Có nghĩa là M2 giảm đồng thời phải M1 tăng Không, cái đấy thì không quan trọng ạ. Ủa Tức là tại ở đây cái mà người ta phát hiện ra trong cái nghiên cứu này đấy là cái M2 giảm. Còn cái gì tăng thì người ta không biết. Nhưng mà người sao? ta thấy là cái M2 giảm, tức là cái suy giảm miễn dịch nó giảm đi. Thì Giống suy như giảm miễn dịch. là suy giảm miễn dịch nó giảm, Ừ. nhưng mà phải có cái gì đó tấn công nó đúng không, cái anti tumor nó tăng lên ví dụ vậy đó, chứ giờ ở trong Thì đó thì có thể là có một cái gì đó tăng nhưng mà người ta không có đề cập tới trong cái báo cáo này. ok rồi, cảm ơn em. Mấy tế bào khác, tế bào T thì nó cũng có thể tăng được, vì người ta có kiểm tra hay không. Xem nào. Đây thì chúng ta có thể thấy ở đây không? Đây chứ. Đây thì như chúng ta có thể thấy ở trong cái sơ đồ này thì là trong cái vi môi trường của tụy thì có rất là nhiều các cái tế bào mà gây suy giảm miễn dịch. Thì bên cạnh đấy thì cũng sẽ có những cái tế bào mà nó làm tăng cái miễn dịch như là các cái tế bào T effector. Thì trong cái nghiên cứu này người ta không nói đến cái số lượng T effector nó có tăng hay không, nhưng mà người ta chỉ nói là những cái mà gây giảm miễn dịch thì nó giảm. Thì tức là suy ra thì theo logic suy ra thì nếu mà suy giảm miễn dịch giảm thì tức là cái miễn dịch nó sẽ tăng. Không. Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục đi em. Thì sau khi mà đánh giá cái profile dựa trên cái biểu hiện gen này xong thì người ta muốn khẳng định hay là muốn kiểm công thôn lại bằng cái biểu hiện trên protein thì người ta tiếp tục là lấy ngẫu nhiên từ 96 bệnh nhân này ra, thì là người ta lấy 22 bệnh nhân mà được lựa chọn một cách ngẫu nhiên để cho cái profile protein này mà dựa trên cái spatial là không gian, dựa trên cái không gian. Thì trên cái đây là một cái bệnh phẩm mô thì như chúng ta có thể thấy là người ta lấy ra rất là nhiều ba cái Royal Interest là ba cái vùng mà người ta người ta muốn nghiên cứu. Thì là cái phần thứ nhất thì là cái vùng U là cái vùng màu xanh lá cây ở đây. Thì người ta dựa trên cái marker PanCK là các cái marker mà cho phép là đánh giá tế bào U. Cái CD45 là cái CD mà xuất hiện trên tất cả các cái tế bào miễn dịch. Thì nó là vùng màu đỏ. Còn cái CYTO13 thì là cái DN là cái nhuộm DNA thì để đánh giá là cái vùng đấy là cái vùng có tế bào thôi. Thì từ các cái đây là nhuộm trên HE này. Thế còn sau đấy thì người ta nhuộm trên huỳnh quang thì cũng như vậy. Và từ các cái sau khi mà nhuộm để đánh giá chỗ nào là u, chỗ nào là miễn dịch thì người ta chia ra thành ba cái vùng. Thứ nhất là cái vùng u là cái vùng màu vàng đây. Là có các cái tế bào ung thư biểu mô. Thứ hai là cái vùng màu đỏ, đây là cái vùng mà có xâm nhập tế bào miễn dịch. Và cái vùng thứ ba nữa là các cái vùng bất sản mô, tức là cái vùng mà stroma, vùng mô mà bao quanh cái khối u.
Thì đầu tiên là trên cái phân bố theo CISNI thì chúng ta thấy là cũng không có cái khác biệt gì giữa hai giới và cũng như giữa các cái vùng. Tiếp theo đó thì người ta phân tích từng cái vùng, vùng U hay là vùng vết sản mô hay là vùng xâm nhập miễn dịch. Thì người ta thấy là ở bệnh nhân nữ so với bệnh nhân nam thì ở cái vùng U và cái vùng xâm nhập miễn dịch thì là cái tỷ lệ M2 này nó giảm đi rõ rệt so với cả bệnh nhân nam. Đây là trên những cái bệnh nhân mà sau khi được điều trị hóa xạ trị trước mổ. Thì cái này thì nó kết quả nó cũng nó gọi là kết quả thì nó cũng phù hợp với cả cái kết quả mà thu nhận được từ cái phân tích ALN trước đó. Thì ngoài ra thì người ta cũng muốn xem thêm là cái liệu có đúng thật là cái tác dụng cái phản ứng miễn dịch kháng u thì có đúng thật là nó cao hơn ở cái phần u của bệnh nhân nữ hay không. Thì người ta đánh giá một cái protein gọi là BAD. Cái protein này là một cái protein gọi là mà gây ra cái apoptotic, tức là cái chết gây chết tế bào. Thì cái protein này thì nó tăng hơn so với tăng ở bệnh nhân nữ, tương đối là có ý nghĩa so với ở bệnh nhân nam. Và cái hiện tượng này thì chỉ xảy ra ở cái vùng u ấy, chỉ xảy ra ở cái vùng u thôi. Thì tức là đưa cho mình một cái gợi ý, đấy là cái tế bào miễn dịch nó tác động tại cái vùng u, nó làm gây ra cái chết tế bào u cao hơn ở bệnh nhân nữ. Chính vì thế mà cái protein BAD này là cái tỷ lệ của nó cao hơn. Và một lần nữa thì chúng ta lại thấy là cái tỷ lệ của cái tế bào M2 này thì nó có liên quan, có tỷ lệ nghịch so với cả cái thời gian sống thêm cả bệnh nhân nam và bệnh nhân nữ. Tức là cái số tế bào M2 mà càng cao thì cái sống thêm càng ngắn, tỷ lệ M2 càng thấp thì cái thời gian sống thêm càng dài. Thì cái tỷ lệ này thì ở cái vùng carcinoma, tức là vùng u của nam thì là có liên quan đến sống thêm, còn ở nữ thì là cái vùng có miễn dịch, có xâm nhập miễn dịch và cái vùng vết sản mô ở xung quanh u thì có ý nghĩa hơn. Sau các cái kết quả này thì chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận. Đấy là trong cái điều trị ung thư tụy thì là có một cái thay đổi về chiến lược trên toàn cầu. Đấy là như chúng ta nói ban đầu là bệnh nhân mổ thì là phải mổ. Thì tuy nhiên là bây giờ là người ta hướng đến cái điều trị trước mổ. Thì vừa để đánh giá, tức là vừa làm cho cái khối u nhỏ lại, làm cho cái phẫu thuật nó dễ dàng hơn, và đồng thời là cũng là một cái cách để mà sàng lọc bệnh nhân nữa. Thì trong cái nghiên cứu này gọi là cái nghiên cứu Kyo Phong thì là cái điều trị trước mổ bằng hóa xạ trị mà với cái hóa chất là gemcitabine thì làm cải thiện cái sống thêm ở những cái bệnh nhân trên toàn, tức là thứ nhất là trên những cái bệnh nhân mà trong cái nhóm được nghiên cứu cái phương pháp này, mà đặc biệt ở những cái bệnh nhân mà được tiến hành mổ. Và trong cái những bệnh nhân ung thư tụy mà được mổ sau cái điều trị hóa xạ trị này thì người ta thấy là có một cái sự khác biệt về giới tính trong cái thời gian sống thêm. Tức là bệnh nhân nữ mà được điều trị trước mổ và sau đó được mổ thì thời gian sống thêm rất là cao so với cả nam giới. Thì trên cái khi mà người ta làm cái nghiên cứu translational trên cái nhóm bệnh nhân này thì người ta thấy là ở bệnh nhân nữ thì cái điều trị hóa xạ trị trước mổ nó làm biến đổi cái vi môi trường của tế bào u tụy một cách tốt hơn, tức là bằng cách là nó làm ức chế cái biến đổi từ macrophage thành cái thể M2, và từ đó mà nó làm tăng cái số lượng, làm tăng cái thời gian sống thêm. Bài trình bày của em đến đây là hết ạ.
Cảm ơn Hạnh rất là nhiều. Ủa, background em là cái gì vậy Hạnh? Em là bác sĩ giải phẫu bệnh hay là... Dạ, em là bác sĩ ung thư ạ. À, bác sĩ ung thư. Mà em rành hết luôn ha. Vừa dành về giải phẫu bệnh, vừa nhuộm, vừa dành về sinh học phân tử. Rồi bioinformatics thấy là rành hết luôn. Quá Cũng đỉnh. không lành lắm đâu ạ. Về ạ, bioinformatics thì em chưa biết gì hết. Nhưng mà thấy em trình bày kết quả là volcano plot rồi tới tầng tập mấy kia, tôi muốn hỏi Tức là tí xíu. em hiểu cái tức là em hiểu cái gọi là cái gọi là nào nhỉ, tức là cái ý nghĩa nó thôi, lớn thôi, chứ còn nếu mà đi vào sâu thì em cũng, thứ nhất là phân tích thì em không biết, và nếu mà đi vào phân tích ý nghĩa những cái mà về sâu thì em còn cần phải học thêm nhiều ạ. Ừ. Có ai phân tích cho em không Hạnh? Phân tích là sao ạ? Tức là các cái số liệu của em ấy ạ. Đúng rồi, làm bioinformatics thì có ai làm giúp em không hay là em tự làm luôn? Dạ, hiện tại thì không ạ. Ừ. Thầy ơi, cái này là bạn ấy tổng kết những nghiên cứu mà, chứ có phải là bạn trình bày nghiên cứu của bạn ấy đâu. Không thì hỏi những cái nghiên cứu của bạn đó sắp tới thì chắc cũng phải làm bioinformatics đúng không? Cũng phải làm Dạ, cũng cái có. depression Có. chỗ này. Ừ. Thế cho nên là em mới muốn tham gia cái lớp này để học hỏi thêm ạ. Ừ. À, Hạnh Tê là học sinh một buổi của thầy á, một buổi hay được mấy buổi Hạnh nhỉ? Cái khóa Rồi. L2 nó học được mấy buổi không, nó nghỉ á? Nửa buổi, tại vì nghe Thì thầy đây bảo là nè. phải phải dùng Linux thì là em chịu. Cho tôi hỏi một một trong cái chỗ mà bad protein em là ở ung thư nào thì nó cũng vậy hay sao? Cái slide số 26 em Dạ. thì, tức Vâng. những cái ung thư khác chẳng hạn như tôi làm ung thư phổi đó thì sau khi tôi có thể làm cái spatial genetics giống như của em giống như vậy đó, giống như cái bài này giống như vậy nè, xong rồi tụi cô thử coi coi là những cái tế bào ung thư cái biểu hiện gen của cái bé mà nó nhiều có nghĩa là nó bị apoptosis đúng không, Đúng apoptosis rồi. giống như tế bào nó bị giết nhiều chết theo chu trình đúng không, Đúng rồi ạ. vậy là cái việc mà sử dụng cái một cái liệu pháp trị liệu gì đó thì nó hiệu quả hơn đúng không em. Đúng rồi ạ. Ok, tại tôi cũng làm phân tích được cũng giống vậy nè đó, nhưng mà tôi chưa biết là nên sử dụng cái protein nào để đánh giá cái sự hiệu quả của nó. Thì bây giờ bữa nay tôi biết thêm được cái bếp protein để có gì tôi kêu bạn Duy phân tích thử phần sau. Rồi, cảm ơn em. Còn cái mà ở đây người ta sử dụng cái nanostring để làm cái spatial transcriptomics thì Dạ. tôi thấy người ta chỉ làm được có bao nhiêu gene em, hay là người ta làm được hết luôn, ở trong đây người ta có nói là Ở đây là người ta làm trên 77 protein ạ. bán 7 protein. Ok. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Có ai hỏi gì không mọi người? Em hỏi tôi hỏi tí là cái lúc mà bảo là ở bệnh nhân nữ cao hơn bệnh nhân nam ấy, cái tỷ lệ sống, cái thời gian sống thêm cao hơn ấy, nhưng mà có nói về lứa tuổi, nhóm tuổi không? Tuổi trung bình của hai nhóm nó có cân bằng không? À, có. Tức là sau khi người ta lựa chọn cái bệnh nhân, tức là đây, tức là sau khi mình ta lựa chọn 148 bệnh nhân để đánh 148 bệnh nhân mà được phẫu thuật và có cái điều trị theo cái phác đồ ấy, thì người ta ở đây là có 31 bệnh nhân nữ và 35 bệnh nhân nam trong cái nhóm mà được điều trị trước mổ. Thì là sau đấy là người ta cũng có đánh giá lại giữa hai cái nhóm này thì liệu có một cái gì đấy nó khác biệt hay không, thì trên các cái đặc điểm ban đầu thì là tương đương cả. Tại vì là cái này cũng hơi lạ, bởi vì cái tỷ lệ nam có một cái báo cáo ban đầu thì có vẻ như là nữ cao hơn nam đúng không, còn cái sau thì đều là nam cao hơn nữ cả đúng không, Cái nào chứ cao, cái gì nữ có một cao cái hơn báo, nam? tức là cái tỷ lệ bệnh nhân nữ ở trong cái nhóm khối nghiên cứu ở cái bài báo đầu tiên thì phải là tỷ lệ nữ có vẻ nhỉnh hơn nam một tí. Một chút thôi thì ở đây nữ là 55% so với Không, cả tại vì là 45%. trong những cái nghiên cứu trước về ung thư tụy thì thường tỷ lệ nam giới rất là cao. Đâu có những cái, trong có những một số cái nghiên cứu là tỷ lệ nam gấp 3 lần nữ cơ.
cái hồi không? xưa tôi tổng kết trong 5 năm ở Việt Đức ấy là Ờ nó ờ được 1:25:1, tức là nam cao hơn nữ. nó gần như bằng nhau mà chị. Đây này, ở nam là 33.000, ở nữ là Không, 31.000 ý này. tớ ở đây là cái này là nó cái tỷ lệ statistic này là nó thống kê là tất cả alpha đúng không? Cái gì cơ? Tức là nó thống kê theo kiểu dịch tễ học đúng không? Ở cái bảng này này. Nó hơi Bảng nào? lạ ấy, tại vì là trong những cái Cái nghiên cứu bảng này thì mà là thống kê dịch tễ. tại vì trong những cái năm thống kê mà trước cái năm 2014 2013 ấy là toàn bộ trong hầu hết các nghiên cứu là nam luôn luôn cao hơn nữ, mà thậm chí là cao hơn rất nhiều luôn ấy. Nhưng mà không hiểu sao ở trong cái thống kê mới này là ở nữ có vẻ nó tăng lên nhiều quá hơn. Thì đây này, chị nhìn đây này, nữ Chắc ở Tây thì nữ cũng hút thuốc không? Với cả ngày xưa nó có một cái nghiên cứu là nó thấy rằng là uống đồ uống có ga ấy cũng làm tăng nguy cơ ung thư tụy ấy. Cái nghiên cứu đấy cũng lâu 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 lắm rồi không không sờ được, không đọc lại, chỉ biết xin là lỗi có là liệu có phải này cái không, đấy là nó không nữ có liệu ý nghĩa ở đây. có tự đánh ngọc. Với cả cái nữa là về cái nghiên cứu mà trên cái DSC mà tôi thấy là bảo là M2 ấy, là CD163 với cả CD68, CD68 thì không nói nhưng mà CD163 mặc dù là nó bộc lộ nhiều ở trên M2 ấy, nhưng thực tế nó vẫn bộc lộ cả ở trên M1 nó thấp, mà cái lượng gì quang thì thường cái tín hiệu của nó cực kỳ nhạy luôn, nên tôi cũng không biết là có nên tin cái kết quả này không luôn á. Không, nhưng mà nhuộm hình quang là người ta đâu có nhuộm M2. Nhuộm hình quang là người ta chỉ nhuộm tế bao miễn dịch thôi mà, CD45 thôi Có mà. CD163 mà đúng không, có Không, CD163 cho marker cho M2 đi thôi. thì cái đấy là trong cái phần profiling, chứ còn còn cái này thì là 163 và MRC1 nữa, tức là cả hai cái. Hiểu rồi. Còn mình hết rồi, thank you. Có Có bác ai nào có hỏi nữa không? à, không có ai có vấn đề gì không hiểu không? Tại vì thật ra là cái phần này cũng nhiều cái khái niệm tương đối là những ai mà không làm về miễn dịch hay về ung thư thì có thể là nó cũng hơi hơi xa. Tôi với lại Ngữ ở đây làm editor, guest editor cho cái journal Cell có ép đó. Thì tôi đang cần mấy mấy cái bài về miễn dịch mà trong ung thư đó gì đó. Ngữ em quảng cáo đi đó. Thì em có bài giống như vậy như đó thì em submit đi em. Rồi tôi sẽ giúp em qua cũng 6 chấm đó. Q1 6 chấm Cell có ép đó. Dạ. Thì cũng Thầy cho em xin lại tên cái runner được không ạ? được được được, có gì tôi với Ngữ sẽ gỡ, em cho tôi xin cái email ha, em gõ lên trên group nè, có gì tôi sẽ gỡ cái quảng cáo đó cho em đó. Thì impact factor thì nó không cao, chỉ có 6 chấm thôi đó. Nó nằm trong Q1 đó, vậy đó. Nhiều người thì không thích cái journal em cái MGPD, nhưng mà có một cái tôi thấy nó ổn có gì đó. Mấy channel khác thì không biết làm sao trong MBDI, chứ còn cái sale này thì tôi thấy có ổn. Dạ. Thì tôi đang làm giống như tương tự giống vậy nè, là cái nội dung nó rất là matching với lại cái tụi tôi đang không biết là cái nghiên cứu của em thì có giống như cái bài này không, tại thường thì mình làm cái literature review thì nó sẽ gần với cái mình đang nghiên cứu đúng không? Tôi thì tôi nghĩ vậy đó. Bởi vậy là em có cái bài nào của em gần gần giống vậy là tụi tôi rất là happy đúng không Ngữ? Em nói đi em. Yeah. Quan trọng là mấy anh chị có muốn submit không thôi, tại có nhiều lựa chọn mà. Vâng, thế cảm ơn thầy, cảm ơn Ngữ. Càng có nhiều lựa chọn thì càng tốt. Đúng rồi. Rồi có ai hỏi gì thêm nữa không mọi người? À, quên góp ý một cái nhỏ với cho gái là cái Desmoplast Plagiar ấy. Cái đấy nó là kiểu giống như là một cái dạng phản ứng mô đệm dạng sơ á, chứ không phải là bất phản mô đâu. Cái đấy bên Ok, tức là em bên cũng đặt không biết cái cái dạng từ đấy phản tiếng ứng Việt của là mô gì, đệm em của Google nó ra mô thế cái tiếng đấy. mô ấy, và biến đổi dạng sơ. Ừ, em biết rồi, em hiểu nó là cái gì, nhưng cái đấy là em Google ra nó ra cái từ đấy, chứ còn em không biết từ đấy tiếng Việt là gì. Vậy đúng không?
Vâng. Các bác nào hỏi gì nữa để mình stop recording này. Chắc không phải em ốp nha.